Chào các bạn nha. Làm thế nào để các bạn có thể tạo ra một cái bộ ombre như thế này? Các bạn thấy không? Ombre đẹp. Nhưng mà làm thế nào để các bạn có thể tạo ra một bộ ombre nhanh, làm nhanh gọn mau kiếm tiền? Thì sau đây xin mời các bạn theo dõi cái video chi tiết nhất để tạo ra bộ nail này nha mấy bạn. Okay. Thì đầu tiên nhất là mình sẽ bỏ cái bột quay nha mấy bạn. Mình bỏ cái bột quay. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách bỏ cái bột quay như thế nào mà cho nó ra cái bộ ombre cho nó đẹp nha. Bột quay và bột pin nha. Thì mình bỏ cái bột quay, các bạn mình sẽ bỏ từ 3/4 móng cho xuống ngay chỗ đây, 3/4 móng. Ok, 3/4 móng. Nhưng mà rồi mình sẽ lấy cục bột này, các bạn để ý mình lấy cục bột này. Đó, mình lấy để cho nó thấm này, đó, rồi mình đặt ngay chỗ 3/4 này này. Đó, rồi các bạn dỗ muốn xuống một chút xíu. Đó, rồi các bạn sửa cục bột cho nó đều rồi đó. Bắt đầu lấy một miếng liquid, các bạn dỗ nó xuống. Đó, các bạn dỗ ngay cho đó. Xong, đó các bạn vuốt nó xuống. Nhớ là khi các bạn vuốt cho nó đều tay, đừng cho cái bột nó bị gấp hoặc là nó có cái lằn nha. Có cái lằn là nó sẽ không đẹp. Mà phải bỏ bột sao mà cho khi các bạn vuốt nó xuống nó đều. Đó. Đặc biệt ngay chỗ đây này, nó phải flat xuống, ngay chỗ đó nó không có cái lằn. Đó, mà bột không bị đứt gãy thì nó sẽ ra bộ ombre đẹp ha. Đó. Các bạn nhớ giùm mình nè, lấy cục bột nè. Tùy theo móng cái này mình lấy một cái góc. Đó, mình lấy cái góc 3/4 móng. Móng này nó nhỏ cho nên mình phải lấy vô cái góc. Đó, mình để cho nó, bạn thấy nó đều chưa? Mình để miếng nước, miếng liquid lên đó, cho nó chảy xuống này. Đó, xong các bạn dỗ xuống. Nhớ là khi dỗ đừng cho nó bị có cái lằn ở trên cái bột màu trắng. Rồi các bạn vét hai bên hông. Vét. Bạn vét hai bên hông. Đó. Bạn thấy cái tay nó đi từ trên xuống dưới nó phải đều. Đó. Mình sợ nhất là cái ngay cái đầu này nó bị cái bột nó gợn lợn cợn á, là nó ra ombre không có đẹp hả mấy bạn. Rồi các bạn lấy cái bột này đi, dư này lấy dễ lắm. Bây giờ mình lấy trước, lát nữa mình khỏi lấy sau. Ok, đó, lấy chút xíu vậy đó. Bạn thấy chưa, nó lấy một chút xíu. Đặc biệt là nhớ là cái bột này nó phải, cái mặt này từ đây xuống dưới này nó phải flat, nó không có được vấp nha. Nếu nó vấp thì nó lợn cợn là nó sẽ không đẹp nè. Nè, mọi người để này, ngay chỗ 3/4 móng đó, thấy chưa? Sửa cục bột, sửa, chỉnh sửa xong rồi lấy một miếng liquid nữa, mình dỗ cho nó đều trên đều trên mặt nè. Rồi bắt đầu mình vuốt nó xuống, bạn thấy không? Vuốt xuống, vuốt xuống. Khi mình vuốt thì ở trên cái phần trên đầu á, mình nhớ là đè xuống. Hello, how are you? Oh my God, look at this. Broken? Horrible nails. Because it's been a long time. Oh. Can you give me an appointment? Yeah, what time? So I'm going to do my lashes, so I will be like ready like in an hour. She working over there? No. No? Oh. She's a client of Catherine. Yeah, but her outfit's like you. Oh, no. Yeah. She's photographed. Oh, photograph. Oh. Các bạn lấy này đó, một cái góc này đó, đó tùy theo móng lớn móng nhỏ mà mình lấy bột đó. Rồi các bạn chỉnh sửa nó không? Đó, xong bắt đầu mình lấy một miếng liquid này mình dỗ ngay cái đầu, đặc biệt là trên đó đó. Đó, các bạn dỗ nhiều. Xong các bạn kéo xuống, vuốt xuống. Rồi xong. Khi mà mình làm như thế này á, mình review cho mấy bạn, mình làm chậm chứ bình thường mình làm lẹ tay hơn ha. À, đó, nó dư ra miếng bột ở dưới đó, mình không có gì đó. Mình cứ sửa trên mặt cho nó đẹp đi, còn ở dưới nó dễ lắm. Ở dưới đó mình không có gấp gáp chơi đó. Mình lấy cái miếng này nè, là mình lấy nó ra, thấy chưa, đơn giản ha. Bây giờ bạn coi cái ngón cái cuối cùng nè mấy bạn. Ngón cái thì mình sẽ lấy nhiều hơn chút xíu, bằng thang nhiều hơn nè. Đó, mình để cho bột nó ngấm lên rồi mình để 3/4 đè xuống. Nhớ tém hai bên hông. Đó. Mình tém như vậy đó là miếng bột nó đã có sẵn cái mức để nó gọn gàng rồi đó. Lâu là mình vuốt xuống. Vuốt nè. Đó. Khi mình vuốt á là ngay chỗ đây nè, đè xuống đập xuống. Như mình đã nói, đặc biệt của cái
cái bộ mà ombre muốn cho đẹp là phải nó cái mặt này này đó, nó không có bị vấp, không có bị gì ha. Phải đè, đặc biệt là nó phải rất là thẳng. Bây giờ mình bỏ cái bột pin nha mấy bạn, mà đặc biệt cái bột pin này nè. Các bạn nhớ là mình bỏ cái bột pin cho nó đẹp. Và mình ít giũa nha. Vấn đề là đẹp và ít giũa thì đây. Cái đây là cái mẹo nè. Cái mẹo này mấy bạn nhìn cái trick này. Ok. Các bạn lấy một miếng không nhiều lắm, bỏ vào ngay cái lỗ, refill ngay cái lỗ này. Đó. Refill. Nhớ là đó. Giũa, giũa, giũa xuống. Giũa. Ok. Cái miếng đầu tiên là refill ngay chỗ đó đó. Bạn bỏ vô đó cho cái cuticle cho nó thiệt là đều tròn. Tròn đều rồi. Cái miếng thứ hai là cái miếng bằng làm ombre nè, bằng lấy nhiều hơn chút xíu nè, để ngay chỗ đó luôn. Rồi lấy một miếng liquid để dưới đây, rồi bắt đầu mình vỗ xuống đó, mình vỗ nè, vỗ nhẹ nhẹ nhẹ, dùng cái thân cọ nó, thân cọ vỗ. Thì cái miếng ombre này nó quan trọng nè, là để cho cái tay nó không có bị ngay chỗ đây, nó nhiều trong đây, nó ít ra đây, lát nữa mình vài chỗ đây là cái màu pin này nó sẽ không còn đó. Đặc biệt là các bạn không để cái màu pin nó nằm nhiều. Rồi các bạn để ý lại nè, ok. Nè, bắt đầu mình lấy một chút xíu nhỏ này mấy bạn, để vô refill ngay đây. Đó, để ngay cái lỗ đó. Đó. Mình nhớ 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 là đừng cho nó bị gấp, cái bột nó không có bị bẹ, nó bị nó gọi là cái bột, mình để cục bột sao mà nó không bị lợn cợn nha. Tất cả là đều phải vuốt xuống rất là đều đó. Bạn sửa khi tôi cồ cho nhớ là không bỏ lên trên da đó, chỉnh sửa để lát nữa mình vuốt nó lẹ mấy bạn. Rồi cái miếng thứ hai này, miếng đầu miếng thứ hai các bạn lấy nhiều hơn chút xíu, bạn để vô đây. Thấy chưa? Tròn đều critical. Được rồi, lấy thêm một miếng liquid nữa. Đó. Để cho nó tuôn tự do, nhưng mà cái đầu ở dưới, cái phần dưới là mình dùng cái thân cọ mình vuốt. Đó. Nhớ là hai bên hông nhớ tém vô cho nó. Đừng cho nó trào ra mà nó mất cái shape, lát nó vuốt mất công ha. Thường thường bỏ bột lên các bạn bị mất shape, nhưng mà nó mất trong cái... Nó cũng trào nhưng mà nó theo cái biên độ cho phép của mình ha mấy bạn. Rồi nhìn lại nè, đây, bỏ vô đây. Miếng đầu tiên số 1. Miếng số 1. Miếng số 1 thì mình bỏ xong rồi mình dùng cái cọ mình lùa nó xuống luôn. Rồi mình vuốt nó xuống. Bạn thấy miếng số 1 chưa? Miếng số 2 nè. Miếng số 2 lấy nhiều hơn chút xíu. Ít rồi, mình lấy, nếu mà mình lấy, các bạn lấy miếng bột không như ý các bạn bỏ đi. Bạn lấy miếng khác, đừng có tiếc miếng bột đó, bỏ lên rồi các bạn làm 3 lần rồi nó không có, nó sẽ bị lợn cận. Cái ombre nó không có smooth, nó không có đẹp ha. Các bạn làm 2 lần thôi nha, không bỏ làm 3 lần nha. Đó, vuốt, dùng cái thân cọ vuốt nè, thấy không? Vuốt nó xuống thì nó ra, rồi nhớ tém gọn hai bên. Nhớ làm ombre 2 miếng thôi nha, đừng làm 3 4 miếng nha, nó bị lợn cận, nó không có đẹp ha. Ombre là làm 2 miếng, miếng đầu tiên chính xác. Ngay chỗ cái lỗ đó mình refill nó vô. Đó, miếng đầu tiên đó các bạn thấy không? Refill. Khi mình refill thì mình cũng chỉnh sửa hai bên hông mà đầy đủ hết. Rồi cái miếng này ăn tiền là cái miếng thứ hai nha. Đừng chấp giá nha mấy bạn. Đặc biệt làm ombre các bạn không có bỏ 2-3 miếng, 3 miếng, 4 miếng nha. Nó sẽ không có đẹp, cái tay nó không có ra đẹp đó. Mình chỉnh sửa xong mình vỗ tới nơi này, dùng cái thân cọ mình ép hết xuống, vuốt. Thấy chưa? Dùng thân cọ vuốt xuống. Là cái ombre nó rất là đẹp mà mình ít vuốt nữa. Rồi, cái ngón tay cuối cùng này mấy bạn. Đó mình lấy một miếng này, đó mình tròn hết vô cuticle luôn. Tròn vô cuticle thấy không? Đó. Rồi vuốt xuống. Đó, miếng đầu tiên là mình đã lo được cái phần cuticle tròn trĩa rồi. Rồi giờ miếng thứ hai là cái miếng mình làm ombre.
Tại vì cái này nó móng nó bự cho nên bạn lấy nhiều một miếng một chút xíu, và đồng thời các bạn lấy nhiều một lý liquid nhiều một chút xíu, chứ không thôi nó khô nó không có chảy. Rồi bỏ dưới cho nó chảy đó, vuốt xuống, vuốt 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 tới đây này, tới đây là dùng thân cọ này vuốt. Nhớ là đó là các bạn, cái này nó rộng nó thiếu bên này chút xíu thì mình đơn giản thôi, mình bỏ bên đây chút xíu nè. Đối với ngón tay cái thì đó các bạn có thể làm thêm. Nhớ là đối với cái bột này là chỉ dỗ nha, ôm re á, các bạn dỗ đừng vuốt nhiều, dỗ dỗ thì bột nó chín. Rồi đây là cái bộ ôm re mà mình recommend thì các bạn là bỏ hai miếng, miếng đầu tiên là ngay cuticle, miếng thứ hai là các bạn làm ombre, tạo ombre. Cho nên cái này bàn tay này ít dũa nha mấy bạn, nhớ là ít dũa mau kiếm tiền. Rồi mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Thank you. Chào các bạn nha, sau khi mà mình đắp bột rồi bây giờ tới cái cách dũa nha. Hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ về cái cách dũa của cái ombre thôi nha. Mình dùng cái đầu dũa này mình dũa trước nha mấy bạn, rồi sau đó mình dùng cái dũa này mình dũa nó smooth. Ok, thì mình chỉ làm một ngón thôi nha mấy bạn, tại mình có cái video làm dài rồi, hôm nay mình chỉ nói là theo sau khi các bạn đắp theo công thức đó, các bạn để lấy cái dũa này nè, các bạn dũa như thế này nè, bạn dũa từ đó, các bạn dũa như thế này, bạn dũa đồng bộ lại, đồng bộ cho hết luôn nha, đồng bộ cho hết cái móng này đó, đồng bộ cho hết cái móng, thấy chưa? Dùng độ các bạn dũa đồng bộ cho hết cái móng, riêng ngay cho cái phần đầu nè, các bạn dùng cái dũa này nè, các bạn chạy thêm một chút xíu, chạy phớt xuống. Để làm gì? Hồi nãy nó có một xíu bột pin nó nằm ở trên mặt đó, cho nó bay ra. Đó, là cái như vậy thôi, không dũa nhiều ha. Rồi sau đó các bạn dùng cái dũa mịn nè, các bạn dũa hết lại. Ok, rồi các bạn sẽ dũa nè. Dùng cái dũa mịn nè, các bạn cũng dũa đồng bộ luôn. Ok, dũa đồng bộ luôn. Các bạn dũa đồng bộ giùm mình hết như thế này. Ok. Đó, các bạn dùng dũa đồng bộ, bạn dũa ngay đây, đặc biệt cái này các bạn chạy nhiều chút xíu cho cái pin nó ra. Rồi các bạn dũa cuticle. Cuticle các bạn vạch nó ra nè. Dùng cái tay đẩy nó lên chút xíu để cho khách nó không cảm giác bị nóng, bị đau, không bị nóng tay khách. Dũa làm sao mà dưới đây là hết pin, pin từ đây lên đây mỏng mỏng rồi nó dày lên lần lần ha. Thì khi các bạn dũa đó thì các bạn nhớ nhìn bằng cái con mắt của mình nữa ha. Nhiều lúc cái ngón đó người ta nó cần dũa nhiều hơn những ngón khác, tại vì nhiều lúc cái miếng bột bạn bỏ lên có ngón thì nó dày hơn chút xíu, có ngón thì nó mỏng hơn chút xíu. Cho nên các bạn phải nhìn bằng con mắt của mình ha, nhìn bằng con mắt mình để biết rằng cái ngón đó chỗ đó cần dũa thêm chút xíu nữa. Đó là cái cách dũa của cái bộ ombre nha mấy bạn. Đến đây là cảm ơn các bạn nha, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp.